Giới thiệu với anh em buổi sáng vui vẻ ha. Cây mai xù đây nha anh em, để đo cái bàn tay cho anh em coi đó, để bàn tay vô ha. Hoành đo bên trên này nó khoảng cỡ nằm cỡ 20 đó, 21, còn dưới này thì nó nằm 40. Đây mai xù tại miền Tây đó, vườn nhà mình. Hôm nay giới thiệu với anh em cây mai xù đó anh em. Mai này bây giờ đang cho nụ ha. Tới thời điểm Tết thì mình sẽ đặt lá. Tàn thì nó cũng ra rồi ha anh em ha. Tàn nó ra xô ly ha. Tàn xô ly cứ cành trên cành dưới. Dáng thì nó giống dáng tự nhiên. Mai xù ra tự nhiên nha anh em nha. Nó xù 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 cục cục luôn rồi. Đây, quay gần cho anh em coi nó xù coi. Này gọi là nó cũng mini thôi, đắt cái chậu này nên cũng vừa đủ. Đấy, cây này nếu mà mai mốt anh em đem về thì về mà cái chậu nó lớn hơn thì làm cho cái chậu nó lớn hơn thì ngon hơn ha. Giá chỗ vườn nói chung là đưa ra thì cũng cứng cứng 25 củ.